Con xin chào tất cả cô chú và các anh chị em có mặt trên Zoom Ghi Phúc Châu tối hôm nay. Và để bắt đầu cho buổi Zoom tối hôm nay thì em xin giới thiệu, em là Lý Nguyễn, hiện đang sinh sống ở Chư Bang Mê Bình, Úc Châu. Và hôm nay Lý rất là hân hạnh được đại diện làm người hướng dẫn chương trình cho Zoom của Ghi Phúc Châu, với sự hiện diện của một vị khách mời rất rất là đặc biệt của chúng ta. Với sự hiện diện của cô thì Lý thấy có rất nhiều anh chị em mới vào tham gia chương trình Zoom để mà nghe cô chia sẻ. Đó là cô khoa học gia Hana Ái Hạnh Trân. Dạ, con xin chào cô. Và con rất cảm ơn cô đã đến với chương trình Zoom với Phúc Châu tối hôm nay. Và con xin mời cô giới thiệu đôi nét về mình với các anh chị em mới, cũng như là tại sao cô đến với công việc Nu Skin cô ha. Dạ, con OK. xin mời cô. Cảm ơn cô ạ. Rồi, xin chào buổi sáng ở bên Mỹ với nhóm châu Úc. Bên cháu là buổi tối, cô biết. Cô là khoa học gia ở bên Mỹ từ năm 1975 tới giờ, và cô phục vụ khoa học xét nghiệm. Cô bộ khoa học xét nghiệm 32 năm, và trong 32 năm làm khoa học xét nghiệm thì 16 năm cuối cùng của cô thì cô đã từng giữ chức vụ giám đốc, tổng giám đốc và cố vấn khoa học xét nghiệm cho một số bệnh viện ở nước Mỹ. Và một trong những số đó là có John Hopkins, Đại học Y khoa John Hopkins ở Maryland, là đại học nổi tiếng tầm cỡ thế giới. Và cái đại học y khoa thứ hai là George Washington ở ngay thủ đô Hoa Thịnh Đốn, là đây là cái viện đại học y khoa mà chuyên trị bệnh cho tổng thống Mỹ và các viện các cái người trong tòa Bạch Cung đó quý vị. Và cái khoa học xét nghiệm thứ ba nổi tiếng và lớn nhất nước Mỹ là Quest Diagnostic. Thì đó là ba cái cơ quan mà khá tầm cỡ mà cô đã từng phục vụ. Thì cô được biết đến New Skin năm 2009, nhưng mà cô không để ý gì cả, tại vì người ta giới thiệu cô về da, về về sản phẩm bên ngoài, thành ra họ không lôi cuốn được cô. Cho tới năm 2011 thì cô bắt đầu được đưa đến cái máy biophotonic scanner, thì cô bắt đầu giật mình. Và từ cái máy biophotonic scanner và công nghệ H-Lock, công nghệ của máy biophotonic scanner là quang phổ học Raman, rồi công nghệ H-Lock của công ty New Skin và công nghệ nanotechnology của công ty New Skin đã lôi cuốn được cô. Cho đến năm 2009 thì cô được biết đến. Thì năm 2000 cô làm part time cho đến năm 2011, 2013. Năm 2009 cô được giới thiệu về da, cô không để ý. 2011 cô gặp biophotonic scanner thì cô bắt đầu để ý đến. Và cô làm part time cho đến 2013 thì cô từ từ chức giám đốc khoa học xét nghiệm lúc đó ở George Washington, tức là cái viện đại học y khoa mà chuyên môn trị bệnh cho tổng thống Mỹ đó. Thì cô xin từ chức và cô ra đi để làm 2013, để làm cho công việc New Skin toàn thời gian vì nhiều lý do. Là tại lúc đó cơ thể cô quá đã được được đã được quá phục hồi về sức khỏe, mẹ cô được có sức khỏe trở lại sau ba mươi mấy năm vật lộn với bảy thuốc Tây, cao mỡ, cao máu, ba cao một thấp đó quý vị, cộng với rối loạn tiền đình, cộng với táo bón, cộng với mất ngủ tiết kinh niên, mẹ cô được thoát hết bảy thứ thuốc Tây xuống hết. Thế là cô đã được thuyết phục bởi công ty New Skin, và cô quá mê sản phẩm của New Skin và khoa học của New Skin, và cô bỏ công việc cũ của cô và cô đi ra 2013 để làm full time. Là cũng một cái lý do nữa là đây là một công việc mà khi cô chết cô có thể để lại lợi nhuận thụ động không ngừng cho con của cô. Thì cô ngồi đây sẽ với lại cái một cái khác nó về tâm linh đó. Cô là người rất tâm linh, tin hay không thì tùy các bạn, nhưng mà cô là một người rất là tâm linh, tức là cô tin vào bề trên. Tức là cô nghĩ rằng cái việc khoa học, nếu mà làm bên khoa học xét nghiệm cô chỉ là chuẩn bệnh học thôi, tức là người ta phải bị bệnh người ta gặp cô. Thì cô tường thuật cái kết quả xét nghiệm trong phòng lab của cô ra, thì bác sĩ cho họ uống thuốc Tây thì họ chỉ có bị thiệt hại cơ thể của họ, sức khỏe của họ hơn thôi. Trong khi nếu mà cô làm việc với New Skin á, thì đây là chuẩn bệnh học, tức là ngừa bệnh học. Thì cô sẽ giúp cho những người nào chưa bị bệnh có thể, cô tính nói là không bị bệnh, nhưng mà nói như vậy có thể chủ quan quá đó. Cô sẽ giúp cho người nào chưa bị bệnh sẽ có cái nguy cơ bị bệnh ít dần đi, giảm cái nguy cơ bị bệnh đi. Và những người nào mà đã bị bệnh rồi cũng được tăng, cũng được giảm bệnh đi và có sức khỏe tốt hơn. Cái đó là cái chắc nha. Thì đó là lý do mà về tâm linh mà cô nói là cô thấy cái công việc làm với công việc New Skin nó có ý nghĩa hơn, more meaningful to my life. Tức là nó có ý nghĩa hơn cuộc sống của cô. Mình làm cái gì nó có ích lợi cho người xung quanh thì mình nên làm. Còn nếu mình làm cái gì phục vụ cho mình thì nó cũng chẳng có cái cớ để cho cô làm. Thì cái đó là lý do mà cô đi New Skin. Rồi, bây giờ các bạn chuẩn bị xong chưa? Dạ, rất tuyệt vời, con cảm ơn cô. Dạ, và lại để trở lại với chương trình của chúng ta hôm nay á, là về chủ đề câu hỏi và câu trả lời về sản phẩm. Dạ, thì để chờ các anh chị đặt câu hỏi á. OK, không nói về why spend trước mà chị trả lời trước phải cháu được không sao?
cháu làm theo chương trình của cháu. Con thì để trong lúc chờ đợi đó thì Ok. con xin đại diện đặt câu hỏi chung cho các anh chị em thị trường Úc Châu về hai sản phẩm mà công ty mình đang có chương trình khuyến mãi đặc biệt trong tháng 9 này, đó là hai sản phẩm Whitespan và nước cất. Thì con xin cô nhắc lại với hai sản phẩm này với tụi con cũng như là cho các anh chị em mới biết rõ hơn về nước cất là gì và Whitespan là gì và tại sao hai sản phẩm này đi đôi với nhau, kết hợp để mà dùng hỗ trợ và bảo vệ sức khỏe hả cô? Bây giờ nói về sản Mời phẩm cô. trước hả cháu? Nói về sản phẩm trước, ok. Thì hôm qua thì bé Ly có nói cho cô biết là chuẩn bị về G3 với lại G3 với lại Wispan. Nhưng mà không hiểu sao cô lại quên cái G3. Nhưng mà bây giờ cô có thể nói từ trong óc cô nói ra các cháu. Thì G3 cũng dễ nói thôi, là cũng 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 không có nhiều để mà cần phải nhớ. Thì các cháu chỉ nhớ là G3 nó gọi là nó gồm có nước gốc, kỷ tử, thanh trà tử với lại Sibarian pineapple. Tức là dứa từ cái nước Sibarian, dứa của Sibarian nó khác dứa bình thường của Việt Nam mình nhé quý vị, chỉ có 4 phần thôi. Thì từ cái 4 thành phần đó là nước gốc, kỷ tử, thanh trà tử và cái dứa của Sibarian á, thì nó có cái tác dụng là cái chất chống oxy hóa nó cực mạnh gấp mấy chục lần cà rốt, gấp mấy chục lần cà chua và gấp mấy chục lần dứa và tất cả những cái khác. Và cái tổng số mà hỗ trợ của nó đó, hỗ trợ chính đó là mắt và óc và da đẹp. À, từ cái sự chống oxy hóa cực mạnh như vậy và một cái rất là đặc biệt đó là nước dứa nó làm lành tất cả những vết thương từ bên trong và bên ngoài mình bị vết thương, làm lành vết thương đó, tức là wound healing, thì nó tất cả những bên trong bên ngoài lở loét gì đó, bên trong mà lở loét, bên ngoài mà bị vết thương gì đó hiểu không? Hay là bị tai nạn té gì đó hiểu không, trầy trụa đầy người hay là bị bỏng, thì cái gốc nó có tác dụng nó vượt, nó chữa những cái vết thương lở loét như vậy. Và cả bên trong lục phủ ngũ tạng như là lở bao tử hay gì ở nước gốc nó cũng chữa lành quý vị. Thì cái đó là công dụng thứ nhất của nước gốc, ngoại trừ bổ mắt và bổ da bổ óc cho mình nhá, và chống cận thị cho trẻ con nhá. Còn một cái thứ hai đó mà nước gốc có thể làm được đó là chống ung thư tiền liệt tuyến cho đàn ông. Thành ra các vị đàn ông nào mà ngoài 40 trở lên nên dùng nước gốc đều đặn nha. Thì cái đó là cái tổng quát mà cô nhớ về nước gốc, thì nó rất là tốt, không nếu mà có nên dùng thôi, có hàng ngày dùng suốt đời từ trẻ con 2 tuổi cho tới người lớn. Và đặc biệt trẻ con á thì nó hỗ trợ bộ óc bộ nhớ của trẻ con và nó hỗ trợ mắt chống cận thị quý vị rất rõ rệt. Thì ở trẻ con nó làm sao mà có nhiều câu hỏi và cô được hỏi nhiều lần á, là bao nhiêu tuổi thì bắt đầu được uống á, thì để mà đây là từ công ty New Skin đi ra để biết đứa bé có thể uống được nước gốc từ cái tuổi thật nhỏ đó bao nhiêu thì cho đứa bé uống á, thì mình thử cho đứa bé uống nước cam tươi, mình vắt cam tươi ra rồi mình cho con mình uống, mà nếu đứa bé không bị đi chảy á thì là đứa bé uống được nước gốc nha. Thành ra cái tuổi lớn như thế nào để bắt đầu uống á là như vậy các cháu nhá. Thì đó là xong cái phần mà cô nói về nước gốc, ok các cháu nhớ nhá. Và bây giờ nói qua cái Wispan nè, các bạn làm ơn lấy cái viết ra, tại vì sẽ có nhiều tin tức mà cô nói rất nhanh và rất ngắn, nó nhiều tin tức nhưng mà cũng không có lâu thì giờ lắm để các bạn có thể có thời giờ hỏi đáp với cô. Thì bây giờ đó, nếu mà nói về age lock Wispan á, thỉnh thoảng cô dùng chữ youth là tại vì cái bài viết của cô nó có chữ youth nhưng mà cô sẽ nhớ sửa lại là Wispan. Các bạn nào, bây giờ trước hết á, khi mình nói về sản phẩm á, thì cô lại luôn luôn nhắc với các bạn á, là sản phẩm của mình nó là thức ăn. Cho nên phải nói theo cái luật của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm, tức là FDA của Hoa Kỳ đó, thì mình phải phải luôn luôn mình có claim, tức là mình có một cái câu nói, tại vì cô là người sắp sửa đi tuyên truyền cái tin tức này của công ty nói về sản phẩm, thì cô phải nói cái này để bảo vệ chính cô và bảo vệ công ty, tức là sản phẩm này không nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị và chữa bệnh hoặc phòng ngừa bất kỳ bệnh nào nha các bạn. Ok, nhớ câu đó rồi, để mà lúc lúc mà các bạn đi chia sẻ về cái này của cô thì cô không có bị la lối. But anyway, không có phạm luật ạ. Ha, thì ấy lớp yút đó, nó khi mà nói về công nghệ ageLOC thì quý vị luôn luôn nhớ nhớ như thế này. ageLOC là khóa lại cái sự tuổi tác, bất cứ sản phẩm nào có chữ ageLOC là nó khóa lại tuổi tác bằng cách đó qua cái khoa học của biểu hiện gen, tức là nó sửa chữa, nó reset, revive and renew, nó sửa chữa làm sống lại và làm mới lại cái di thể của mình hoặc là tế bào của mình, hay nói chính xác hơn là di thể của mình ở cái phương diện tích cực hơn, để cho cái mình khi mình trong thời thời gian mình dùng thì càng ngày càng lâu á, nó tích cực hơn ở cái chỗ là nó làm cho di thể của mình tái thiết lại, sống lại và duy trì của cái sự trẻ trung.
Ok, và cái đó là cái công nghệ H-Lock qua biểu khoa học của biểu hiện gen. Thành ra cái sản phẩm H-Lock của mình là qua một cái dựa vào khoa học của biểu hiện gen. Thành ra cái sự khác biệt của nó là như vậy. Nó không phải nó đánh vào cái source của sự lão hóa và cái bệnh tật là cái gì? Cái nguồn gốc của sự lão hóa bệnh tật là cái gen của mình, là cái ti lập thể nhá. Thì khi mà nói tới H-Lock thì quý vị nghĩ như vậy. Và đây là nói về H-Lock youth. Thì youth tức là sự trẻ trung, tức là lifespan á, là cái sự trẻ trung, tức là nó sẽ thúc đẩy cái sự biểu hiện trẻ trung của các cái nhóm gen. Gen là di thể đó các bạn. Các cái nhóm gen chính mà kiểm soát cái sự phòng vệ chống lại sự lão hóa và cũng là mang lại cái lợi ích dinh dưỡng một cách nâng cao. Tức là cái dinh dưỡng của mình cái sản thành phần của cái ấy lớp youth á, ấy lớp lifespan á, nó mang lại, nó có những cái chất dinh dưỡng mà mình không thể có được cái nơi mình ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Tí nữa cô nói chi tiết tại sao nhá. Thì cái ấy lớp lifespan nó hỗ trợ các cái cơ chế bảo vệ lão hóa một cách lành mạnh và cung cấp cho cơ thể mình cái khả năng chống lão hóa cực kỳ mạnh mẽ và bảo vệ, giúp cho chúng mình chống lại cái sự già đi, tức là làm hoãn lại cái sự già đi. Thì nó cô tính nói là up to 93%, tức là trong một cái bài tài liệu mà cô đọc á, thì nó có thể giảm, nó làm ngưng lại cái tốc độ lão hóa tới 93%, quý vị. Nói vậy đi nhá. Thì là cái đó làm cho cô giật mình nha. Thì sức mạnh của cái lifespan nó là trong cái sự pha trộn thành phần sáng tạo của cái công nghệ H-Lock, và khoa học gia của Nu Skin đã lựa chọn một cách cẩn thận các thành phần vì lợi ích sức khỏe độc đáo của cái thành phần đó và cái khả năng tác động tích cực đến sự biểu hiện gen nha quý vị. Và cái kết quả là đó là một công thức cải tiến vô cùng và giúp củng cố và hỗ trợ các cái cơ chế bảo vệ lão hóa trong mọi tế bào của mình và hệ thống của cơ thể nhá. Thì tí nữa cô nói là nó bảo vệ tế bào và hệ thống của cơ thể, hệ thống gì của cơ thể với cái cấp độ tế bào, quý vị, là ở cái mức độ tế bào nhá. Thì H-Lock Lifespan bây giờ cô đang nói tổng quát, thì H-Lock Soycan là một cái sản phẩm mà bổ sung chống lão hóa tiên tiến nhất từ trước đến nay của Nu Skin, quý vị nhá. Thì đây là một cái hệ thống bổ sung mà mang tính cách mạng, là tại vì nó giúp hồi sinh các cơ chế bảo vệ lão hóa của mình và của cơ thể mình đó, và được thiết kế để thúc đẩy tuổi trẻ của mình trong suốt những năm mà mình dùng sản phẩm này. Mình có thể tận hưởng cuộc sống năng động là một, tràn đầy năng lượng là hai, và khỏe mạnh hơn mỗi ngày. Và do đó khi mà nói đến H-Lock Lifespan á, các quý vị hay nghĩ ngay đến cái chữ là the power to defy your age, có nghĩa là thách thức cái sự lão hóa của mình. Cô dịch tiếng Việt nó là như vậy nhá. Hoặc là cái thứ hai của H-Lock Lifespan, cái là cái thứ nhất là thách thức lực sự lão hóa, the power to defy your age. Cái thứ hai của H-Lock Lifespan á, là the mother of all supplement, mẹ của tất cả các cái dinh dưỡng của công ty Nu Skin, đó là hàng đầu quý vị nha. Thành ra chúc mừng châu Úc, là châu Úc có sản phẩm này, châu Âu đang khóc mỗi ngày là tại vì không có H-Lock Lifespan để dùng. Các bạn hãy tự chúc mừng chính mình, và các bạn rất may mắn nha, châu Âu chưa có. Thành ra mà châu Âu cũng khá khá đông rồi quý vị, mỗi lần cô lên cô nói là không có Lifespan, cô nói về câu hỏi và cô cứ đưa Lifespan ra thì họ cứ la làng la nước là họ không có, rất là tội nghiệp châu Âu. Thì cô đang cầu nguyện mỗi ngày là một ngày nào đó cái sản phẩm Lifespan sẽ được sang bên đó. Thì bây giờ cô nói đến cái lợi ích chính của cái đây là thành phần đi. Thành phần đó thì là, để cô vô cái thành phần đó, nó thành phần chính nhé, là gồm có 2 4 6 8 10 12 cái thành phần chính nha quý vị. Thì là vitamin D3, fish oil và các cái thành phần sau thì bắt đầu là chữ tiếng Anh rồi, nhưng mà citrus bioflavonoid ha. Rồi các bạn nghe thì các bạn có thể hiểu được một phần nào thôi. Cô đọc lên purple corn tức là bắp tím các bạn ha, bắp tím ha. Rồi alpha lipoic acid thì có thể có một bạn nào đó ở đây thì trong hóa học thì có thể hiểu được nha. Rồi D-limonene, romary extract, rồi resveratrol là trong nho đó, trong cái hạt nho đó quý vị. Rồi zeaxanthin, rồi lycopene, rồi astaxanthin. Thì khi cô học, cô đọc đến thành phần này là cô mê tơi luôn rồi, quý vị nhá. Thì và vì nhờ những cái thành phần như thế này, chẳng hạn như là vitamin D3, thì nó hỗ trợ gì quý vị? Nó hỗ trợ xương, nó hỗ trợ chống cao máu, và nó hỗ trợ làm cho giảm mỡ, cholesterol ha.
Và cái fish oil tức là dầu cá đó, ở trong cái thành phần đó đó là nó chống tim, chống cao huyết áp và làm giảm mỡ ha. Rồi cái citrate bioflavonoid đó, citrate là thuộc về vitamin C, các cái dạng về chanh cam đó quý vị, thì nó chống tiểu đường, giúp cho bộ óc cái nguyên cái hệ thống óc của mình nó tốt hơn, tức là chức năng của óc tốt hơn, và nó hỗ trợ cho cái gan của mình nha. Rồi cái bắp tím á, bắp tím của trong cái white span á, thì nó chống béo phì, chống viêm và phòng chống ung thư cho mình nha. Rồi cái thứ hai, bốn, năm, cái thứ năm á là alpha lipoic acid á, thì nó hỗ trợ cái sự chuyển hóa chất, improve metabolism, tức là hỗ trợ cái chất chuyển hóa chất trong người mình một cách hữu hiệu hơn. Và do đó cái gì mình ăn vô thì nó được tăng chức năng để tổng hóa, để chuyển chất chuyển 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 hóa chất trong người mình, và do đó mình được hấp thụ tốt hơn. Và đồng thời cái alpha lipoic acid đồng thời nó cũng bảo vệ cái nó làm tăng tăng trưởng cái chức tốt hơn cái chức năng của óc và cái hệ thống thần kinh của mình nha quý vị, minh mẫn hơn chẳng hạn. Rồi cái này là chữ gì nhỉ, cô xin lỗi nhá, quercetin là mắc cô nhiều khi cái màu. Quercetin đó, nó chống viêm và nó giảm cái allergy, giảm bị allergy, tức là nhạy cảm tới những cái thức ăn hoặc là môi trường, bất cứ cái gì, thành ra nó reduce allergy, tức là chống nhạy cảm nha quý vị, và chống bệnh tim, chống ung thư, cái chất quercetin ha. Rồi còn D-limonene á thì là giảm ký cho mình và hỗ trợ chống ung thư again. Còn rosemary leaf extract đó là cái thành phần mà cái chiết xuất của cái lá rosemary đó, thì nó chống eczema ha quý vị, eczema rồi giờ tiếng Việt không nổi cô quên rồi, các bạn biết rồi, chống mất trí nhớ, hỗ trợ tốt hơn cái hệ thống tiêu hóa của mình, và chống cao huyết áp và giảm cái sự đau nhức của cái hệ thống xương khớp của mình với lại muscle của mình nha. Thì cái đó là cái chất xuất chiết xuất ra từ cái lá rosemary. Còn resveratrol đó là trong trong cái hạt nho quý vị, thì nó hỗ trợ chống bệnh tim nè, rồi nó chống giả nó làm giảm cái mỡ cholesterol trong người mình nè ha, thì cái đó cực kỳ tốt. Rồi coQ10 trong cái white span đó, thì là bảo vệ tế bào toàn diện cho mình, chống béo phì, hỗ trợ làm gia tăng cái hệ thống miễn nhiễm của mình, và do đó chống bệnh tật cho mình, và đồng thời nó gia tăng, nó bảo vệ cái balance, tức là làm cho thân bằng cái hệ thống huyết áp của mình nha. CoQ10 nó có tác dụng như vậy. Và CoQ10 ngoại trừ CoQ10 các dụng của nó là bổ óc, bổ tim và bổ xương quý vị nha. Rồi cái lycopene nó là một cái chất chống oxy hóa cực mạnh, và nó bảo vệ hệ thống prostate của người đàn ông, hệ thống prostate là cái tiền liệt tuyến nha quý vị, và nó chống lại cái phòng ngừa bị stroke đó, là nghẽn 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 mạch máu của óc á nha, và nó hỗ trợ hệ thống miễn nhiễm, nó làm giảm cholesterol và nó làm giảm giảm viêm. Rồi cái kế tiếp đó là astaxanthin, là cũng là một cái chất chống oxy hóa cực mạnh, và nó có tác dụng là bảo vệ cho mắt, chống mệt mỏi, làm cho da đẹp hơn, và nó làm cho hỗ trợ những cái cơn đau nhức, tức là mình đang bị đau nhức ở đâu đó, thì nó làm từ từ biến mất đi, là tại vì nó reduce inflammation, là tại vì nó giảm viêm cho mình nha. Rồi thì cái đó là những cái thành phần mà cô vừa nói, thành phần là một, benefit là hai, thì các cháu nghe là các cháu thấy rùng mình chưa nha. Thì bây giờ đó, bây giờ cô xin lỗi, cô đi đi kiểm lại cái bài của mình. Tại cô mở nhiều ấy quá. Thì bây giờ đó, hồi nãy là cô nói về các sức khỏe rồi. Thì ok. Thì bây giờ cái câu hỏi là điều gì mà làm cho cái sản phẩm mình trở nên độc nhất vô nhị trên thế giới luôn. Đó. Thì là tại vì nó bổ sung, nó bổ sung chống lão hóa tiên tiến nhất của New Skin, và nhằm đến khả năng bẩm sinh của con người để chống lại lão hóa tại nguồn, tức là cái gen của mình, nó đi vô gen hơn 15 hình địch, tức là 1.500 cái bộ gen của mình, và nó hỗ trợ một cách tích cực hơn để giúp cho con người ta chống lão hóa, chống bệnh tật và giảm đi tất cả những cái lợi ích hồi nãy á. Mình đếm hình như là 60 hay là 40 cái lợi ích, cô quên rồi, nhưng mà những cái hồi nãy cô có thể trở lại đếm cho các cháu.
là từ 12 cái thành phần đó thì có khoảng 60 cái lợi ích thì phải nha. Thì là nó, tại vì nó chứa một cái hỗn hợp đặc đặc độc đáo nhất của những chất dinh dưỡng mà không có sẵn nơi các bạn ở. Nghĩa là tại vì những cái chất dinh dưỡng đó là nó lấy từ công ty lấy ra từ chiết xuất những cái thành phần mà mình nói hồi nãy giờ, 12 cái thành phần đó đó. Lấy từ đâu ra quý vị? Alaska, Scandinavia, nước Nhật ha, và một số nơi nào khác, Địa Trung Hải nữa, và còn hai nước nữa mà mình quên, mình không nhớ, nhưng mà từ 6 cái lục địa khác nhau mà ở cái nơi các bạn ở, dù các bạn giàu cách mấy các bạn cũng không thể mua được những thành phần đó để cung cấp cho mà cơ thể mình cần nha. Thành ra cái độc đáo của nó là như vậy, nó chứa một cái hỗn hợp độc đáo của các chất dinh dưỡng mà không có sẵn nơi mình ở. Cái đó là cái lý do ha, và được được xây dựng trên hơn 3 thập kỷ kiến thức khoa học của công ty New Skin A-Slot, và được tạo ra với cái sự hiểu biết khoa học của các khoa học gia của New Skin về sự biểu hiện của các nhóm gen rất là quan trọng mà liên quan đến cái phòng thủ lão hóa, cũng như là khoa học cộng với khoa học chống oxy hóa và dinh dưỡng nha. Thì pha trộn các cái thành phần mà điều khiển điều chỉnh tích cực để mà hỗ trợ biểu hiện gen của mình, để chống bảo vệ chống lại cái sự lão hóa, để cho cái gen của mình được khỏe mạnh hơn, và do đó mình stay younger longer, tức là mình được trẻ hơn lâu hơn nha. Thì và đồng thời nó cũng ảnh hưởng cái sản phẩm lifespan này đó, nó ảnh hưởng đến nhiều cái cơ chế bảo vệ lão hóa một cách phổ rộng nha, để bảo vệ cơ thể của mình nó phổ rộng đó, thì expanding ạ. À, quý vị mình dùng càng lâu thì nó càng ấy hả, và đồng thời nó được đo bởi cái máy biophotonic scanner, thành ra nó được minh chứng một cách rõ rệt là sự khác biệt trong cái sự lão hóa khi mà các bạn dùng lâu ngày. Thì do đó thì ấy lớp youth đó, ấy lớp lifespan đó, là thách thức sự lão hóa là vì vậy các bạn nha, và là the mother of all supplement, tức là mẹ đẻ của tất cả các lão hóa của các cái supplement. Thì cái đó là hai cái mà quý vị nhớ, và cái đó là sự khác biệt. Rồi cô xong cái phần câu nói, giờ các bạn có thể hỏi. Cô cho câu trả lời rất là hay cô. Và bây giờ thì còn 10 phút. Em xin nhường lại cho các anh chị em trên Zoom đặt câu hỏi. Rồi xin mời. Không, sorry, em đặt câu hỏi. Em có mời một người khách từ bên Việt Nam, và cái ảnh là bị viêm cột sống dính khớp. Bây giờ em mời anh Thanh anh nút và hỏi cô về cái bệnh của anh đi anh Thanh. Việt Nam rất may mắn. Ok. Rất Dạ may dạ mắn là có white Anh space. đang bị cái này, nó là gia đình luôn đó, là mấy đời mấy anh chị em con cháu trong nhà đều bị, cho nên là anh Thanh anh có thể mở mic lên để hỏi anh Thanh nếu mà rồi anh Thanh nói đi anh Thanh, tranh thủ đi anh. Viêm cột sống dính khớp rồi, có vậy thôi phải không ạ? Cô có câu trả lời rồi. Đừng có trả lời ở Việt Nam. Gia đình thì có ba bốn anh em đều bị, và vừa rồi đã đi khám thì bác sĩ bảo là mình được cháu là viêm cột sống dính khớp. Ok, rồi. Bây giờ các bạn căn bản nè, thì cô nói là cô có sản phẩm, nhưng mà cô nói lý do tại sao cô đưa cái tên sản phẩm đó ra. Các bạn vừa nghe cái bài Wispen là các bạn thấy lặp đi lặp lại 12 thành phần của Wispen đều chống viêm, chống viêm, chống viêm mấy lần đúng không? Thì tất cả những cái gì về viêm đó, các bạn nhớ ngay đến Wispen Việt Nam mình có nhá. Thì là cái người này cần phải dùng Wispen để chống viêm. Cái thứ hai đó là tất cả những cái gì về cột sống đó, thì quý vị nên nhớ ngay cái sản phẩm R-Square R2 nhá. Thì do đó tất cả những cái gì về đau nhức đó, là R-Square. Ok rồi, thì cái người này đó là hà tiện nhất đó, là phải dùng White ở bên Việt Nam, mà ở Whitespan có, R-Square có nhá, mà có tiền hơn tí nữa đó thì mình dùng Lipak cộng với Marine Omega, là cô đang đi theo sát công thức của bên Việt Nam nhá. Thì đây là ba sản phẩm căn bản mà cái bạn này phải dùng. Rồi mời bạn khác đến câu hỏi khác, tại vì cô biết thời gian rất là quý Cho báu. em hỏi câu, sorry, có câu hỏi thứ hai chưa có xong em nói rồi, nói đi. Dạ, cái sản phẩm này á, có ảnh hưởng gì tới cái người mới đặt tên ở trong động mạch vành không ạ? Ảnh hưởng đến thuốc men điều trị của họ ấy. Cái những người nào mà bị không không, tại vì đây là thức ăn cho họ, mà thật sự ra white span cực kỳ tốt cho tim. Hồi nãy cô đọc những thành phần các cháu nhớ, cô có nhắc về sức khỏe của tim nhớ không? Thì lifespan Không, cực cực kỳ tốt cho tim là tại vì nó có marine omega và tất cả những các thành phần khác hỗ trợ tim nha. Thì marine omega đó là bảo vệ óc, tim và khớp nha.
thì động mạch vành không ảnh hưởng. Nhưng mà những người mà đặc biệt, cái này là cả các bạn nên nhớ căn bản, có cái sản một cái sản phẩm của mình ở bên bên Mỹ thì hai sản phẩm, nhưng mà bên Việt Nam với lại nơi nào mà bên Việt Nam thì có cái R2 đó, với lại châu Úc cũng có R2 đó, thì không được dùng cho những người bị tim. Chỉ nhớ căn bản như vậy thôi, vì lý do nó có cordyceps. Cordyceps là không 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 nên dùng cho người bị tim, tại vì cordyceps tác dụng nó vô, nó đi đỡ cái tim, nó làm cho tim đập mạnh hơn, và do nó tạo ra năng lực cho mình. Thành ra những người nào mà đã bị vấn đề về tim không được đụng tới R2 nha. Có thế thôi. Còn cái white span thật sự là hỗ trợ tim, tại vì nó có những cái thành phần như là bắp tím và marine omega, là cái đó là những, và cả coq10 là đó là những chất thức ăn cho tim. Thành ra nó tốt cho kể cả những người đặt stent về tim. Ok. Vậy cô cho con hỏi cho nó chính xác một chút là những người bị như vậy là động mạch vành á thì là những cái gì cần hỗ trợ, tức là họ uống lâu dài thì là cái gì mình cần phải uống không? White span, life pack, thức ăn dinh dưỡng cho tế bào tổng thể và marine omega. Mà nếu không có tiền thì có thể xuống marine omega được, tại vì marine omega nó cũng vẫn có trong white span rồi. Thành ra để hà tiện nhất là life pack. Life pack là gần như ai cũng phải dùng, tất cả cô thấy ai cũng phải dùng, tại vì không có ai life pack là rau củ. Nó gọi là bên Việt Nam nó gọi là gói rau củ, thì cô rất đồng ý với cái từ đó, tại trong đó nó chỉ có rau củ thôi. Mà mình nhắm mình có ăn nổi 5 màu 10 chén không, nếu mình không có được đo cái máy scanner mà mình biết rằng mỗi ngày cái tổng số mình ăn về rau rau và trái cây không đủ 5 5 màu, không đủ 5 màu rau và 10 chén rau và trái cây tổng cộng, là mình biết chắc là mình phải dùng life pack nào. Life pack rồi, cô tính nói nano là bên Mỹ ha. Thành ra cái tất cả những người nào đã có bệnh rồi luôn luôn phải lên life pack cộng với lại white span, mà nếu có tiền thì thêm cái marine omega, không thì thôi. Cái đó là hỗ trợ cho tất cả các thành phần bệnh tim. Ok. Cho con hỏi đi cô, cho con hỏi đi. Cái trường hợp mà cái đầu lúc đầu con hỏi cô đó cô, thì là cái cột sống hẹp mà cái dây thần kinh chính nó bị chạm á, thì cái trường hợp đó thì mình cho cái gì chứ, cái Không gì thì cô vừa trả lời rồi. Tức cột sống, là tất cũng cả giống những luôn. liên tất cả những cái gì liên hệ đến cột sống là A square R2. À chứ. Ừ. Rồi, chống động Em huyết hỏi chị và đồng thời viêm là cô đã nói rồi, là white span. Có vậy thôi. Dạ. Cảm ơn chị Đào. Còn chị Đào đã xong câu hỏi của mình hả chị? Dạ, xong rồi. Thank you. Mời Dung ha, Dung ha. Dạ. Hello cô. Hello chị Ly, hello cả nhà. Con có một người thân đó cô, mà 72 tuổi. Mà con thấy trong người của người này rất là nhiều bệnh, cho nên con muốn hỏi rằng trong đây làm khoảng mười mấy bệnh luôn đó cô, thì mình nên dùng cái gì, thì người này đang bị bệnh là bác sĩ đưa cái to đó, tăng áp, Ba cao và thấp có hết rồi. dạ rồi hở hở van đi em chủ giãn tĩnh mạch chi dưới, gan nhiễm mỡ, sỏi thận, bệnh lý sụn khớp gối, thoái hóa cột sống, hội chứng dạ dày, HP viêm gan, tăng aurit Ok, máu, gạo gạo suy group ok. thận mạng. Rồi dạ xong bà cô. và cái rất là vô cùng tội nghiệp cho cái người này. Thì cái chuyện đầu tiên, người này mà bây giờ cô là cô nói thẳng vấn đề nhá, là người này ăn uống sai trong suốt cuộc đời họ, họ làm một cái gì về dinh dưỡng cực kỳ sai, hoặc là cái gì đó rượu chè, hoặc là hút thuốc lá, hoặc là gì, thì tất cả những cái gì mà nó ăn uống sai, hoặc là hút thuốc lá, hoặc là rượu chè là phải bỏ hết thì mới lên sản phẩm. Còn nếu mà kiểm cái thuốc những cái tính xấu như là, cô không biết họ có làm hay không, nhưng mà cô nói tổng quát giờ thuốc lá rượu chè là phải bỏ hết Dạ nha. theo con biết Rồi đó là người này không có hút thuốc và cũng không có rượu chè luôn đó cô. như vậy là cô ngạc nhiên cực cùng nhá. Cái thứ hai là ăn tinh bột, tức là phải giảm cơm và giảm đường, bỏ tinh bột luôn, tại vì quá bệnh rồi. Thì bây giờ là phải tinh bột á, là một ngày cô chỉ cho ăn nửa chén thôi, bún bánh mì cơm, tất cả những cái đó gọi là tinh bột đó. Starchy là tinh bột, thì ăn nửa chén mỗi ngày thôi, là tại vì thèm ăn, còn không bỏ luôn cũng được. Và cái thứ ba là đường bỏ 100%, những cái gì có đường là bỏ hết nha. Còn bây giờ đó là cái cách ăn uống của ông này, phải cái người này phải bỏ, phải thay đổi một cách hoàn toàn trước khi mà lên sản phẩm của mình. Tại vì ăn uống mà không chuẩn á, là sản phẩm cũng chạy không nổi nữa, tại vì quá nhiều bệnh rồi. Thuốc tây đó mà uống để chữa các bệnh đó nó không chữa nổi nữa rồi, không chữa nổi luôn nha. Thì do đó cô đi cô đầu tiên cái người này là cách ăn uống phải thay đổi.
tinh bột cực kỳ giảm nửa chén cơm, nếu mà ăn bún rồi đó là cũng nửa chén bún, tức là nửa chén tinh bột mỗi ngày thôi. Rồi sau đó bỏ hẳn những cái gì mà liên hệ tới đường nhá, rượu chè thuốc lá bỏ luôn, thì nếu mà có không có là may mắn rồi. Và sau đó ăn cái gì, vấn đề thức ăn á, thì rau mà rau sống, như là ở bên đó có rau càng cua, rau mồng tơi, tất cả những rau cải xanh, tức gọi là sau rút súp lơ, đậu bắp, tất cả những thứ đó ăn sống được thì càng tốt. Đậu bắp thì hơi khó ăn sống thì trụng, cái nào như là cái nào mà cứng thì trụng nước sôi lấy ra ăn, tức là ăn rau sống 100% và ăn với vô giới hạn, tức là muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Còn trái cây đó thì vì trái cây nó có đường, thành ra những thứ mà ít đường như là chanh cam với lại bưởi với lại dừa đó thì có được đường ăn nhá. Còn những trái cây nào có đường như là chuối, táo với lại nho, mấy cái đó có đường đường ăn. Chuối người Việt Nam hay ăn nhưng mà cái đó nhiều đường lắm. Có, nếu mà ăn được chuối xanh thì tốt, chuối xanh thì không có nhiều đường nhưng mà nó càng chín nó càng có nhiều đường, thành ra đừng ăn chuối. Thì cái vị đó phải tránh. Thành ra trái cây phải lựa trái mà ăn, như là cô nói hồi nãy, các trái cam, táo, bưởi thì ăn được, với lại blueberry thì bên Việt Nam mình không có ha. Các cái trái nào mà ít đường á, avocado rất cực kỳ tốt cho cái người này, sẽ hỗ trợ vô cùng cho cái bệnh của họ. Trái bơ đó gọi là avocado, thì cái đó là thức ăn của người này. Và về thịt cá đó, thịt heo bỏ đi, thịt bò bỏ đi, tại vì có uric acid hồi nãy cháu nói nó bị gao. Bỏ thịt bò, tất cả những thịt nào màu đỏ bỏ hết, chỉ ăn thịt trắng thôi. Thì nói tóm lại chỉ còn có cá với lại thịt gà. Ok, thì cái đó là những thức ăn mà người này có thể ăn được nhá. Rồi mà ăn thì làm ơn ăn luộc hay hấp thôi, chiên xào bỏ hết nhá. Còn dầu dừa đó, dầu dừa thì có thể ăn được nhưng mà bên Việt Nam không có dầu dừa ép lạnh, thành ra cô không muốn nhắc đến dầu dừa là vì vậy. Rồi thì cái đó cách ăn uống tổng quát là như vậy, ăn chay luôn cho rồi đi nhá. Thật sự là tốt hơn, ăn chay là chữa bệnh nhanh nhất. Ăn chay mà cái kiểu mà ăn chay mà không có ăn tàu hũ nhá, và không có ăn chiên xào, mà chỉ ăn chay, tức là ăn rau đó. Cô nói ăn rau là tốt hơn, ăn càng nhiều rau càng tốt, và ăn ít cá ít thịt đi thì càng ấy. Trong rau củ có chất đạm nhá. Rồi thì lối ăn uống phải là như vậy, tại vì cái bạn này bị gao nữa, bị uric acid trong máu nữa. Rồi thì bên Việt Nam, bạn này ở Việt Nam phải không ạ cháu? Yeah. Việt Nam thì không có detox, thì mình chỉ còn có uống cái R2 thôi nhá. Yeah. Thì cái người này phải uống. Nếu như mà cô nói thì nếu mà được cái con có thể mua ở bên, tại vì người này cũng là người thân của con đó, thì con có thể mua từ ở bên Mỹ để gửi về cũng được. Detox. Yeah. Detox R2. Yeah. Lipac và Marine Omega, hoặc là Lipac Nano với lại Wisepan. Nói tóm lại, Lipac, Marine Omega, Wisepan, R2 ở bên Việt Nam và Detox ở bên Mỹ. Yeah. Rồi Rishimak, Linh Chi, vậy thôi cháu. Nhá. Okay. Vậy là đầy đủ mấy cái sản phẩm trong đây, nhưng mà mình vẫn uống thuốc của bác sĩ ở bên kia đưa bình thường đúng không cô? Nếu mà có cô ở bên cạnh thì cô theo dõi được thì cô biết cái nào phải xuống, nhưng mà vì không có cô ở bên cạnh thì nói đổ đầu là uống vẫn uống thuốc tây, là mỗi lần đi trở lại tái khám thì bác sĩ thấy khỏe ra dần thì bác sĩ sẽ tự động xuống nha. Thì nói vậy đi nha. Và uống cách thuốc tây 2 tiếng, uống cách thuốc tây 2 tiếng sản phẩm của mình nha. Dạ, 2 tiếng. Dạ, con cảm ơn cô. Vâng. Và các cháu nào có sao có câu hỏi trên này đừng có lo, cô ngồi đây cho tới khi nào trả lời hết câu hỏi của các cháu. Thầy công các cháu lên đó, cô không có theo thời giờ. Ngoại trừ cái người điều khiển chương trình cúp thì cô cúp thôi, chứ còn cô ngồi thôi, không sao đâu nha. Rồi. Em bây giờ làm việc thì cũng rất là tốt. Em đã có nhân ngồi kế bên em luôn nè. Dạ. Rồi, hỏi đi cháu. Dạ. Dạ, 2 năm trước con đi xét nghiệm máu thì bác sĩ nói là gan con yếu, nhưng mà 2 năm sau con đi xét nghiệm lại thì bác sĩ nói là gan con bị sưng to hơn, 2 năm trước đã sưng rồi. Con không có hiểu là cái xưng gan là cái tầm nghiêm trọng của nó như thế nào á. Xưng gan có lý do chứ, bác sĩ nói có cháu có bị viêm viêm B, viêm C. Dạ không, con không có bị viêm gan. Không có bị, không thử máu không có thấy viêm hả? Dạ, tự nhiên. Với lại con không hay nào bị đau cái lồng ngực, cái cổ thì nó hay cái xưng, mấy cái hạch nó nổi lên tại cái cổ nó cứng ngắc à. Ok. Rồi xưng hạch cổ, rồi viêm gan, xưng gan gì đó mà bác sĩ không cho biết lý do tại sao hả? Cái lối ăn uống dinh dưỡng của cháu như thế nào mà cháu cực kỳ trẻ? Bác sĩ nói đi siêu âm gan. Bác sĩ nói cần đi siêu âm gan rồi mới biết kết quả, thì con chưa có tiến hành siêu âm gan. Ok, mà cháu có bị viêm gan không? Dạ không, con không có bị viêm gan. Ok.
cháu nhìn trẻ thì cháu không có nghiện cái gì đâu phải không? Mà tự nhiên bị như vậy thì cô hơi ngạc nhiên nhá. Nhưng mà vì tin tức của cháu cho cô rất là tổng quát và không đầy đủ, thì cô không còn cách gì khác hơn là cô cho cháu theo cái mà cái triệu chứng mà cháu bị, đồng ý? Thì thì bây giờ đó, cái mà mình làm á, thì nếu mà nói về gan và viêm ở trong người đó, thì mình nghĩ ngay là gì? Chống viêm, bổ gan là cái gì các bạn? White span, đúng không? Cái gì về viêm á là các cháu nghĩ ngay đến white span. Rồi ngoài ra tất cả những cái gì về hạch, về ung bú trong người thì mình nghĩ tới rỉ si mắc. Thì cháu có thể ngay lập tức bây giờ đó, để hỗ trợ hai cái triệu chứng mà cháu đang bị á, là white span với lại rỉ si mắc. Ok? Thì cái rỉ si mắc đó là tùy theo hạch ung bướu mà nhiều quá đó thì dùng 4 viên một ngày, còn nếu mà ít thì 2 viên. Ok, thì tùy theo cái triệu chứng cháu đang có trong người. Còn cái white span một ngày 4 viên nhá. Còn ba của con á thì bị giống như tê hai bên cái mông đít luôn á, cô xuống thẳng xuống cái chân luôn mà cái chân nó nhức luôn á. Đang ngồi một hồi là nên là nó nhức đứng lên không được luôn á. Rồi bác này có bị đau tim không? Có bị tim không cháu? Dạ bị hả? Thành ra người nào mà người nào hỏi cô, hỏi cô mà bệnh nhân mà có tim phải cho cô biết nhé. Tại vì nếu mà cô sắp sửa cho về A square đó thì cô không cho người bệnh tim được. Nếu mà bác này cô bị tim thì dùng A square với lại nếu mà không bị tim thì dùng A square, Lycac và Marine Omega nhá. Nếu có tiền thì lên luôn White Span. Thành ra cái chính cho cái bác này là A square là tại vì nó hỗ trợ trị liệu về cái đau nhức và tê. Đau nhức gân cốt, cơ bắp là mình nghĩ ngay đến R-square nhá. R2, xin lỗi tiếng Việt Nam. Rồi rồi thức ăn dinh dưỡng cho tế bào của bác ấy cần phải có là Lifehack cộng với Marine Omega, nó cũng hỗ trợ đau nhức. Và nếu có tiền là White Span tại vì nó chống viêm. Nếu mà viêm, bị sưng khớp, sưng xỉa khớp này kia cái nọ, sưng xỉa cơ bắp thì nó mới đau. Thành ra khi mà uống cái White Span vô thì cái viêm nó giảm đi thì tự nhiên hết đau. Thành ra tùy theo túi tiền, nhưng mà cô đi nói theo những cái gì quan trọng cô nói trước, cái gì mà ít quan trọng cô nói sau, để mà hỗ trợ cái tài chính của cái người dùng. Thì cái bác này phải dùng A square, Lifehack Marine Omega cộng với lại White Span, ok? Dạ, thì con có cho ba ơi con uống một tuần rồi. Không, là thì cô nói White vậy. Span với lại Lifehack. Thì dạ, cô... rồi giờ bổ sung thêm cái gì nữa cô? Cô mới R2 nói. Hả? R2 với lại Marine Omega. Khi mà cô nói các cháu phải viết xuống ngay, chứ các cháu đừng ngồi đó rồi hỏi lại nhá, để dành thời gian cho người khác. Dạ, biết rồi. Cái đó là cái mình lịch sự với những người đứng sau đang chờ mình đó nhá. Ok. Rồi. Cảm ơn Thảo đã cho câu hỏi của Thảo ha. Bây giờ thì mình chỉ có, cũng lố giờ thì bây giờ em sẽ cho được 3 phút nữa. Thì có anh chị nào hỏi thì nhanh mở mút để mà hỏi cho cô ha. Mình chỉ còn 3 phút. Nếu mà các anh chị không còn câu hỏi. Nghe cho chị hỏi cô, cho chị hỏi cô Hana cơ. Dạ, nói đi chị. Hello chào cô. Vâng. Con có một người, có người khác tên là người ta uống white pen này, A square, nước cốt trà xanh và linh chi, uống cũng 2 tháng rồi, bây giờ người ta bị cảm thấy cái vị hụt hơi không? Rồi cái bao tử người ta không được khỏe. Ok, người này bị bệnh gì? Người này thì bị bướu. Bị bướu mà mới giải phẫu cũng được 6 tuần rồi. Ok. Bị dạ, mà bây giờ cô ta thì cảm thấy là khi cô ta ăn ấy thì không thấy ngon miệng á. Cái lưỡi nó không có bị rát. Bú ở đâu nhỉ? Dạ. Bị bú ở đâu ạ? Bướu ở bao tử cô ạ. Bú bao tử. Rồi còn gì khác nữa không? Ngoại trừ cái bú bao tử. Nói chung cô này là một cây bệnh cô. Ok. Con này thiếu máu rồi, nói chung là rất là nhiều bệnh, nếu mà nói bệnh thì rất là nhiều. Thành ra không phải chỉ có bú bao tử thôi, thành ra nhiều bệnh, tức là nói nhiều bệnh cũng hơi quá tổng quát đối với cô thì không có công bằng cho cô nhé. Thì cô không có đi theo sát bệnh được. Thành ra rồi bây giờ nói là hụt hơi nữa. Cái sản phẩm của mình nó không làm cái chuyện đó. Thành ra cái bạn đó bị hụt hơi, bị khó thở gì đó là cái bệnh trong người đi ra. Có vậy thôi, thì mới dùng sản phẩm của mình có 2 tháng thì nó chưa có đủ sức để mà nó chỉnh sửa, tái thiết, chỉnh sửa, duy trì nhá. Tái thiết, chỉnh sửa, duy trì ha? Revive, renew, reset, revive, renew là 3 công thức của công ty sản phẩm H-Lock. Thành ra không đưa đủ bệnh cho cô, chỉ nói tổng quát rằng thì là đây là người rất là nhiều bệnh. Những người mà nhiều bệnh như vậy, với như là cái bác hồi nãy cả mấy chục bệnh á,
thì mình biết chắc là những cái sản phẩm mà bổ sung dinh dưỡng mà tổng quát mà cho những người nhiều bệnh đó là Lifehack Marine Omega với lại White Span cộng với Richimax cộng với R2 nếu mà có đau nhức nha. Thì cái đó là công thức tổng quát cho những người quá nhiều bệnh mà thuốc tây chạy không kịp nữa rồi đó ha. Lifehack Marine Omega, White Span, Richimax và R2 nha. Có tiền có tiền thì lên luôn nước gốc. Nếu mà lớn người đàn ông nữa mà ngoài 50 mà nhiều bệnh như vậy thì lên luôn gặp GG là tại vì nó hỗ trợ tiền liệt tuyến và tại vì từ từ cũng bò sang tiền liệt tuyến nha. Và các bạn căn bản bây giờ trở lại cái basic căn bản đó là trước khi mà mình cho sản phẩm của mình cho bất cứ người nào uống, trước khi mà bệnh nhân hay là khách hàng, không phải là bệnh nhân xin lỗi, cô là bệnh viện cô hay gọi cái người đối diện là bệnh nhân, trước khi khách hàng của mình mà lên sản phẩm bổ sung của mình á, là cái căn bản là họ phải thay đổi cách ăn uống cho chuẩn theo tiêu chuẩn của New Skin hay là tiêu chuẩn khỏe mạnh. Tức là ăn cực kỳ ăn và là ăn vô giới hạn rau, nhưng mà rau sống chứ còn rau nấu canh theo kiểu Việt Nam thì mất công ăn thôi. Nhá, cô không ăn canh. Cô không ăn canh các bạn, cô chỉ ăn cái nào sống như là các cái súp lơ, các cái cải xanh như là broccoli, các cái đậu bắp nó cứng thì mình không ăn sống được, hay là kể cả hủ qua nó cứng mình không được thì cô nấu nước sôi lên rồi cô trụng nó vô cho nó mềm tí rồi cô ăn, tức là nó vẫn còn giòn. Cái đó là lỗi mình ăn. Ăn rau sống là một, ăn vô giới hạn cực kỳ tốt. Còn trái cây ăn lý mịch tịch, tức là những trái cây nhiều đường như là táo, nho, chuối thì mình ăn ít thôi. Còn các cái trái cây cam với lại táo với lại cam với lại chanh với lại blueberry bên này có, với lại avocado mỗi ngày từ 1 đến 2 trái là cực kỳ tốt cho mình luôn. Cái trái bơ đó cực kỳ tốt cho mình luôn, hỗ trợ rất nhiều. Cô gần như là cô bắt buộc cô phải ăn một ngày mỗi tối thiểu là 1 trái tới 2 trái bơ mỗi ngày, tại vì nó chữa được nhiều bệnh lắm. Hôm nào cô phải nói một bài riêng về avocado nha quý vị. Với lại dừa ở bên Việt Nam có dừa rất là rẻ, thì cái là những cái mình có quyền ăn cách dinh dưỡng là như vậy. Còn thịt đó thì là các bạn, cái tổng số mà thịt là chất đạm, thì hôm nọ cô có nói về cách ăn uống theo lịch mạnh đó, tức là chất đạm mình có quyền ăn khoảng chừng mình lấy cái tổng số nếu mà bây giờ mình lấy công thức á, là mình tổng số mà cái lean của mình nó body lean á, rồi mình là mỗi một cái body lean, cái trọng lượng của cái cơ thể sạch của mình á, mà không có mỡ á, thì làm sao mình biết cái trọng lượng của cơ thể sạch của mình, thì mình phải đứng lên cái omron mình cân, cái omron nó cho mình biết là mình đang tổng số mỡ trong người mình là bao nhiêu, rồi mình cái phần còn lại đó thì là tổng lượng của cơ thể sạch. Chẳng hạn như cô đi, cô dùng cô là thí dụ để các bạn dễ tính nè. Cô là 120 mấy pound thì tính ra là khoảng 50 kg. Thì cô đứng lên cái omron cô đo đó, thì cái omron nó cho cô biết là mỡ của cô là 20%. Thì phần còn lại đó, cơ thể sạch của cô đó là 80%. Thì cô lấy tức là 80% mà cô nhân cho cái cơ thể sạch của cô đó là 40 gram. Đó, 80% nhân cho cái tổng lượng gram đó, mỗi một ký á, là cô có thể ăn được 1 gram ha. Thì là còn lại cái cơ, tức là trọng lượng, tổng số trọng lượng vừa mỡ vừa thịt nạc của cô, vừa mỡ vừa thịt nạc như là 50 kg, mà 20% là mỡ rồi, thì cái phần nạc còn lại là 40 kg các bạn. Thì 40 kg đó cô có quyền ăn 40 gram protein mỗi ngày. Thì mỗi một cái bàn tay của mình chỗ này đó là 30 gram, tức là một cái chicken breast, cái ngực của con thịt gà, hoặc là một cái miếng cá đó, và bằng cái lòng bàn tay của mình nó là khoảng chừng 30 gram protein. Thì mỗi một ngày mình chỉ ăn một phần như vậy, hoặc là hai phần, là một phần rưỡi thôi là đủ rồi. Còn cô thì bên này mỗi ngày cô không còn ăn thịt nữa, nhưng mà những người khách hàng của cô thì nếu một ngày họ ăn một phần cá như thế này, cô khuyến khích họ ăn cá hồi nha, mà từ Alaska, thì họ ăn một phần như vậy. Những người già mà quen với cô mà vẫn còn thịt đó, thì họ ăn một cá này hoặc là một cái chicken, một cái ngực của chicken bằng này là hết 30 gram, rồi họ uống thêm một muỗng protein của công ty á, thì là 15 gram là đủ cho một người đàn bà. Còn đàn ông thì có thể ăn hai cái miếng này là gần 60 gram thì là đủ rồi đó nha. Thì cái tổng lượng protein mình ăn nhiều quá cũng bị hư thận, thì cái tổng lượng protein là mình ăn như vậy. Còn cái mỡ tốt á, là trong avocado, trái bơ là 1 nè, dầu dừa là 2 nè, dầu olive oil là 3 nè. Thì cái đó là do đó lý do mình ăn 2 trái bơ một ngày, hoặc là mình ăn dầu dừa. Các cháu bỏ một muỗng canh dầu dừa nha, dầu dừa tinh chất mà ép lại, các cháu bỏ một muỗng canh nó vô súp cho các cháu uống thẳng súp á. Nếu mà còn uống nước súp gà hay là cháo hay là gì đó uống thẳng thì rất là tốt cho mình. Thì cái đó là cái lối ăn mà khỏe hiện tại bây giờ.
Cô thì gần như là có thể nói cô là 99% là ăn chay. Chay tức là ăn rau chứ cô không ăn đậu hũ. Đậu hũ là phải tránh xa, mì căng tránh xa. Thì ăn chay ở Việt Nam bây giờ là cả nước, cô đi đâu cũng vậy, vô các tiệm chay, cô đi vô tiệm, cô ăn chay mà. Cô vô các tiệm chay thì họ nấu toàn là mì căng với tàu hũ không, cái là cái chết đó. Nhá, mình phải tránh xa hai cái đó ra, thì cô sẽ nói lý do sau lấy rồi. Nó là một cái bài nói chuyện riêng của mình, ok? Thì đây là cái lối ăn uống tổng quát và nước mình phải uống đầy đủ nữa, nhá. Có những cái bạn làm ngành nail thì suốt ngày ngồi để cho cơ thể khô, khô khắp không uống nước. Mình uống nước càng nhiều thì càng tẩy độc, nó làm sạch thận cho mình, sạch cái bọc đái của mình, và đồng thời nó làm cho mình cái da mình không có bị nhăn nheo và trẻ nước. Nhưng mà nước lọc phải cẩn thận nhá. Mình mua cái máy Ecosphere ở bên Việt Nam, nó đem về nhà mình dùng các bạn. Ok. Cô biết rồi. Cô ơi, cái người này là người ta cũng ăn chay trường cô. Ăn chay bệnh cùng cực cùng theo kiểu Việt Nam. Những nhà sư ở bên Mỹ này cũng vậy. Là cô đi chùa cô đo nát nước hết rồi, cô đo cả mấy ngàn nhà sư rồi đó. Trong mấy năm nay người nào cũng bị ung bú và ung thư tiền liệt tuyến. Béo phì tại vì họ ăn tàu hũ và họ ăn bì căng. Thành ra cô rất là khổ tâm trong cái lối ăn chay của chùa chiền của người Việt Nam mình. Mà cô đã tự nguyện là cô sẽ lên cô nói một bài về cách ăn chay đúng. Nhưng mà cô chưa có thời gian thôi. Thành ra các nhà sư là bệnh, các nhà sư là bệnh vô cùng, là tại vì họ ăn mì căng với tàu hũ. Họ chết là vì ung bú trong người. Các nhà sư bị thyroid nhiều lắm, bị sưng ung bú, sưng cái chỗ này nhiều lắm. Và các cái chất tàu hũ nó làm nó có nhiều cái progesterone. Cái đó là cái kích thích tố của người nữ. Và các nhà sư họ suốt ngày họ ăn tàu hũ, thành ra họ bị lại cái luôn, tức là cái lại cái nó làm hại cho họ nữa, tức là làm cho họ bị ung bú và làm cho họ bị béo phì tại vì họ ăn tàu hũ nhiều quá. Ok, thành ra cái lối ăn chay của trong chùa không có tốt. Cả các anh chị có câu hỏi rất hay và cho cô có những câu trả lời rất là tuyệt vời. Vì Zoom của mình đã quá nhiều giờ đó thì con rất là xin lỗi không và xin lỗi các anh chị ha, mình sẽ dành một chút khác. Và để kết thúc chương trình Tung thì con thay mặt các anh chị cảm ơn cô đã dành thời giờ đến với chương trình Zoom, mặc dù bên cô rất là sớm. Và cảm ơn tất cả các anh chị đã vào Zoom để mà nghe cô chia sẻ hôm nay ạ. Dạ vâng. Bây giờ thì mời các anh chị mở Zoom, mở video và mở mic để chào cô nhé. Ok, mình chụp tấm hình nhé. Con cảm ơn cô. À không rồi, xin lỗi, rất là hân hạnh được gặp các cháu chỗ Úc ngày hôm nay nha. Dạ con cảm ơn cô rất là nhiều ạ. À. Chúc các bạn cảm ơn cô. Thành công và tiếp tục chia sẻ sức khỏe với mọi người. Sướng luôn. Dạ. Cảm ơn cô. Thân chào cho Úc, một ngày nào đó cô sẽ có mặt ở bên đó. Là phải rất đợi chờ cô. Vâng, xin chào ạ. Con hỏi được một bài. Rồi, cảm ơn sự tử tế của các cháu nha. Xin chào. Cảm ơn cô cống hiến rất là nhiều cho Zoom Úc Châu. Dạ, cô không dám. Cô được rất nhiều từ bề trên, thì cô phải làm lại. Còn rất nhiều câu hỏi đó cô phải vòng lại thôi. Ok, thank you. Chào các cháu nha. Hôm nay chưa được quyền hỏi hết.